sáng nha mọi người. Sáng giờ thì bây giờ cũng đã được ăn sáng rồi mọi người. Và đây là gương mặt bồng cho mọi người. Mặt bồng cũng gì đấy ạ? Đây ạ. Chính xác đấy, như chứ mọi người nhìn Long là biết là mặt bồng hay không ha. Đấy, đè bây giờ. Chứ từ bình thường anh em chưa ba sói thì có thể ghét nhau một chút nhưng thôi. Anh cắt xem gấp nước mắt, gấp nước mắt. Thêm một tí mặt bồng cho mọi người. Biết chưa? Mặt bồng vào đấy. Cho mình lên giảm. Mặt bồng vào đấy. Chưa có tí son tí nào trên mặt đâu mọi người. Hy vọng rằng nó sẽ tự tía. Ý là em mặc cái quần các bạn cho em đúng không? À không, cái quần này là em quần đôi với Tuấn Dương ấy chị. Quần đôi Tuấn Dương luôn. Chị tưởng mặc quần từ hôm qua các bạn cho thích quá mà hôm nay mặc luôn. Không, cái quần này em được cho là cái quần màu gì nhỉ? Màu vàng ấy chị, màu vàng mà kiểu vàng cốm ấy. Đây là quần đôi của bạn em ấy chị ơi. Quần đôi. Ok, ok. Mai sẽ rủ Tuấn Dương mặc quần y hệt như này. Ok. Đây là style buổi sáng của Minh Hương. Chia sẻ kinh nghiệm cho người mới đạt Duo đi em. Em sẽ được trải nghiệm một thứ được gọi là cảm giác nó rất là fun. Khi mà anh ngồi cho nó có thể nghe được những bài tỏ tình suốt một tiếng đồng hồ. Long nó vừa đi chơi Squid Game về chị. Nhìn quần áo và đồ áo với áo đánh số. Không, cái bọn màu ả với cái người mặc màu đỏ ấy. Em thì tí được bắn anh em. Em làm du đó. Không có lo cái đúng này. Công sư. Công sư mới chơi chết. Thôi đừng 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 đừng. Sao em mở cửa tiếng là không có gì nữa. Hôm nay em sẽ dự đoán câu nói quen thuộc của Đạt Kyo trong chương trình là gì? Dạ vâng ạ, Đạt hôm nay thì Đạt sẽ, mọi người cũng biết rồi đấy. Thì Đạt khi mới đến thì Đạt cũng sẽ chung tay góp sức với mọi người để hôm làm nay thế nào chung thì... tay góp sức để làm gì? Không, chung tay góp sức để với mọi người để tìm ra được những cô gái thật là ưng ý với mọi người. Và cùng nhau, anh em mình cùng nhau phát triển và cùng nhau đi lên cho mọi người. Đấy, nghĩa là trong câu nói của nó quen thuộc của Đạt sẽ là con gì vậy? Bảo là mọi người tin tưởng Đạt chứ. Mọi người hãy tin tưởng Đạt nhưng không, vẫn bị giết. Vẫn giết như thường nhưng mà Hương không hề giết anh Đạt bao giờ nha mọi người. Quang bình vài cái thôi. Ủa, Gia Long giết Đạt bao giờ chưa? Chưa, em thôi, Đạt cũng chưa. Liên tục. Còn Đạt? Chưa muốn chốt rồi. Đạt? Không, riêng Minh Hưng nếu bây giờ không còn quay nữa nhưng mà nếu quay thì ship Minh Hưng đến dịch đầu tiên kiểu gì mà mọi người cũng biết một trong hai. Thế là chết hay bị chết theo cặp đôi mà. Như cái tầm sắp ship Minh Hưng với cả anh Thịnh ấy. Em là người duy nhất ship Minh Hưng Minh Thịnh luôn á. Tại vì Hưng có nhiều kẻ thù mà. Tất cả đều kẻ thù của em anh ạ. Còn Gia Long sái này chưa được. Chứ sái kia thì nó đúng rồi không bảo. Hello. Okay.
sao giờ này em mới đến ở Hưng? Hello. Tại vì sáng nay em đi đường, thế là em gặp một chuyện, thế là em phải dừng lại em giúp người ta. Chuyện gì? Lại thêm đông nữa. Em đưa một bà cụ qua đường. Tại thấy anh đưa mấy bà cụ qua đường. Lại gặp nhau trong chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ. Ủa anh đâu có điện thoại đâu. Nhưng anh cứ vui cùng mọi người. Con gà là con gà. Rất to nha.
Đối với bây giờ anh 2 3 Wow. Yeah. Oh. Wow. Cậu lúc nào phải đi đây. Nhưng mà cái chổi có ý nghĩa gì vậy? Có ý nghĩa gì ạ? Để anh quét nhà đấy ạ. À. Ấy là cơ thường để đánh một mình chứ. Không mà cho anh hỏi ví dụ là ý em là nhà đạt rất là bừa nên phải quét dọn không? Không, anh phải nhớ về em ạ. Muốn mình chăm chỉ hơn để phụ giúp gia đình. Lâu. Em dự đoán hôm nay bạn nữ sẽ tỏ tình ai? Không ai khác, bây giờ em có một cái chắc chắn trong đầu rất là kỹ, đó là autist không thể nào lẫn đi đâu. Vì lý do? Thì như thế này, bây giờ em phân tích được, bây giờ anh autist là sinh năm 97, còn bạn nữ là sinh năm 99, cũng có nghĩa là khi mà bạn nữ nào cùng là anh tiết đó, thì bạn nữ này thích anh tiết, tiết thì cực kỳ điển trai luôn. Và còn một cái điểm là có nghĩa là bạn này cơ là bạn này mới vô Sài Gòn, và anh tiết thì ngày xưa anh cũng học ở dưới miền Tây, bây giờ anh cũng lên Sài Gòn để làm nghề, cho nên là em chắc chắn 100% là anh tiết cũng không thể ở đi đâu đâu. Em dự đoán xem hôm nay sẽ được tỏ tình. Em nghĩ là hai trường hợp, một Gia Long, hai là autist. Gia Long kìa, có người dự đoán em cả Gia Long thì em nghĩ vậy hết. Thì giờ cậu giải thích tại sao là tôi đi. Không, chỉ là linh cảm như thế. Tại vì không thể nào mà là những cái anh em gọi là ở ngoài Bắc được. Từ 6 năm trước là chắc chắn của em. 6 năm trước em bao tuổi ta? Năm nay 24. 6 năm trước là bao nhiêu? Thì năm nay mới 23. 23. 6 năm trước là bao nhiêu? 18 thôi. À đâu không? 23 là 17. 17 tuổi. Trời ơi. Tôi đang học lớp 11. Mà cũng có khả năng là cậu nha. Không, không thể làm là tôi được. Lớp mày bạn nữ ra Bắc học sao? Trường em biết. Ok. Hai xin được tỏ tình thì hôm nay thì em đoán là Đạt kêu đi. Tại vì em thấy anh Đạt có khá nhiều điểm chung với bạn nữ. Và hy vọng rằng thì anh Đạt cũng sẽ về được với bạn nữ và hạnh phúc cùng với nhau. Sau cái phần trò chơi mà bạn nữ đưa ra thì Hưng đang cảm thấy thế nào? Rất là nóng và mệt, nhưng mà không sao, nhưng mà mình cảm thấy rất là vui khi được chơi cùng với mọi người. Nhưng mà trò này công nhận vận động rất là nhiều. Để nhìn thấy nhân vật bên cạnh mình đây mọi người, mồ hôi tuôn rơi, mặc áo cho ấm vô rồi bây giờ cố mặc áo cho ấm vô rồi bây giờ nhìn này. Đấy, bộ mặt đáng thương đấy nhá. Ok. Thích ngọt nhưng mà anh chọn mặn lên. Thì anh sai, anh sẽ bị phạt. Nó lên khung hình rồi. Ok, hiểu chưa? Rồi anh chọn đi. Anh chọn mặn. Không, đây nè. Đông ơi, đông ơi. Đông lần. Ok, anh chọn đông. Đông. Anh đông mấy lần, anh đông số mấy ta? Đông 7 lần. Cậu kia về chỗ. Cay thật. Cay thật. Chơi cảm biến. Gãy thực sự. Anh làm gì ấy? Đang tỏ tình lên phát sao tự nhiên lên một mình vậy? Sao tự nhiên lên đấy vậy? Cay thế nhỉ? Ai à, có lợn đông này. Một kiểu nè, 1, 2,